Xin mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục đọc hiểu N3 Đó trình sinh gan gen, 40 Và chỉ còn bài 40 và bài 41 nữa thôi là mình đã xong cái phần luyện tập chiêu bưng ở trong sách sinh gen rồi Và chúng ta sẽ bước qua phần chu bưng Để Các bạn cố gắng luyện tập càng nhiều càng tốt nhé Cố gắng luyện dịch thì nhìn nhanh, đánh mắt nhanh một chút Đó, thì dịch nó sẽ hay hơn, sẽ chuẩn hơn và khi dịch chúng ta nên đánh dấu vào Chủ ngữ, vị ngữ các thứ vào ngắt câu nữa nhé thì khi dịch sẽ dễ dàng hơn. Ok mình sẽ vào luôn nhé. À, các bạn sẽ lướt qua nhanh này, những cái này trong ngoặc thì chúng ta không vội dịch, đúng không? như là như là này. đó, chúng ta sẽ dịch từ dưới này đó. Nhưng có thể dịch từ, từ động từ này, nha động từ này. Thì người ta sử dụng những cái âm này, người ta sử dụng những cái âm như là giống nhau ấy, hoặc là những cái âm là những cái âm giống nhau này, như là, à, suki ga suki, hoặc là kononiku tabiniku. Đấy, có nghĩa là người ta sử dụng những cái âm à, những cái từ hoặc những cái âm mà giống kiểu giống y hệt nhau ấy, suki thì người ta gọi những cái việc đó là Darare có nghĩa là việc chơi chữ đấy. nhá, kotoba no asobio và chơi chữ đấy. Đó người ta gọi những cái đấy là chơi chữ là Darare nhá, Và ở trong tiếng Nhật, ở trong tiếng Nhật này thì thì ngay cả đế mộ này ngay cả những cái 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 phát âm mà giống nhau ấy, ngay cả những phát âm giống nhau ấy vì là bởi vì là có nhiều cái từ ấy thì nó sẽ khác về nghĩa. Mình có thể dịch từ đây nhé dịch từ dưới cho nó hay nhá. Để ở trong tiếng Nhật đấy thì bởi vì là có rất là nhiều những cái từ mà khác nhau về nghĩa, ngay cả có phát âm có giống nhau đi nữa thì cái việc mà rất là dễ tạo ra những cái ra ra đây, có nhiều việc chơi chữ ấy. Và những cái đây này những cái na độ là liệt kê đúng không ya ya độ liệt kê những cái người như là cái ông chú này nhá ông chú là chiêu cô nên là những người trung tuổi ấy, người trung tuổi hay là những học sinh tiểu học ấy thì rất là thích cái 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 này à, việc chơi chữ này nhưng mà đấy, nhưng mà này những cái ông chú ấy những ông chú khi mà nói ấy thì thường là tay đây thông thường thì sẽ bị người ta nhìn với cái ánh mắt này, kiểu lạnh lùng kiểu <laughs> chán kiểu chìm mê tai mê kiểu như ánh mắt rất là lạnh lùng ấy đó tại vì sao mà lại bị nhìn thế? Tại vì rất là chán này ta đi liệt kê từng cái một đúng không? đó ta đi ta đi sơ lược này là bởi vì nhé bởi vì này rất là chán chán chmarani chán này và cứ nói đi nói lại nhiều lần cái 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 đề, đề giống nhau giống nhau đó cứ nói đi nói lại ấy tại vì nó chán và lần đầu thì nó hay mà cứ nói đi nói lại nó lại nó lại thành chán đó nên là bị người ta nhìn với cái ánh mắt lạnh lùng <laughs> và vì thế à đến thế vì thế mà cái da này thì nó cũng có một cái giúp um, ích nhá ở trong đó không phải không phải vì thế nhá kiểu trong đó thì cái cái um, chơi chữ này nó cũng có một cái giúp ích là Uh, khi mà um, ai đó nhá, nếu mà ai đó tạo lên cái, đề tạo lên cái uh, cái uh, chơi chữ ấy, thì nếu mà nhá, nếu mà tạo ra được cái uh, uh, chơi chữ kiểu như chơi chữ giỏi, ấy, giỏi nhá, nếu mà chơi giỏi, giỏi nhá, thì sao sẽ làm cho VTT là dịch trước này, sẽ làm cho mọi người cười, nhà warawa ct là một này, và khi một cử cự thì nó làm cho cái cái tâm trạng của người ta nó tươi tắn lên đúng không? Akaru không phải sáng, như nó tươi tắn lên, cởi mở vui vẻ lên. Đấy, đấy là cái lợi ích của cái, cái việc mà chơi chữ này nhá. Nhưng mà đấy mà phải chơi giỏi kia, chứ không phải cứ như mấy ông chú kia cứ nói đi nói lại thì không được đâu. Nhá, phải chơi, phải chơi giỏi, phải mấy ông thông minh, ấy, ông... kiểu như trong lớp ấy lúc nào cũng có có một người mà luôn tạo tiếng cười cho mọi người, nhá, thì kiểu như vậy và ma tả thêm nữa là này um, theo như đúng đâu theo như một nhà nghiên cứu về não nô là não nhé thì ấy, từ bình thường ấy um, nếu mà y đề bà này nếu mà chúng ta tạo nên cái cái, cái, cái chơi chữ mà thú vị ấy, từ ngay cả lúc bình thường ấy thì um, na đi một cái này và hai nếu chúng ngắt câu thì chúng ta có thể dịch trước là nó có thể luyện tập trí não này khi ta nó có thể rèn luyện được cái não nó thứ nhất là rèn luyện được não nhé và nó cũng là um, si là nghe nói là nó cũng giúp ích cho cái việc là uh, boci là phòng chống cái việc mà uh, trí nhớ kém kiểu như giảm trí nhớ ấy nó kiểu như um, lãng trí kiểu như lãng trí nhé nói chung nó giảm giúp ích cho cái việc mà phòng chống boci phòng chống tránh được cái việc là lãng lãng trí nó lại còn rèn luyện được trí não nữa um, và chỉ, uh, bằng đế là bằng đúng không? hoặc ừ, là chúng ta cần dịch cái dưới này. Ừ, Kincho ga toke nó là tránh nó xua tan được cái căng thẳng ấy. Nó có thể xua tan được cái căng thẳng uh, bằng cái việc mà chơi cái một cái chữ rất là đơn giản. Và tari ta đi nó liệt kê mà đúng không? Một cái tari hai tari này. Đó. Và nó, nó warai A ự nó là at nó là mọi người cùng cười này và tâm trạng nó sẽ là tươi mới nữa. nó tươi tắn lên cười mở ra tươi tắn lên đó và nếu mà nếu mà có thể luyện tập nếu mà có thể tổ, training có thể luyện tập được não nữa ấy, thì cái điều đó thì no cô tổ đế hoa anh đã cả thì chẳng phải là một cái điều rất là tuyệt vời hay là sao sư rất là tuyệt vời nhá yeah đó bài này cũng khá là cũng không dài lắm đúng không cũng khá là hay mình sẽ tóm tắt lại bài này một chút nhé thì những cái mà người ta sử dụng những cái âm mà kiểu như giống nhau ấy như là như này này thì người ta gọi là việc chơi chữ gọi là gọi tắt là da da ra đây nhá gọi tắt là chơi da da ra đây và ở trong tiếng nhật đấy thì um, bởi vì nó có rất là nhiều những cái từ nhá cái từ mà khác nhau về nghĩa nhưng mà lại âm lại lại phát âm lại giống nhau nhá nên là rất là dễ kiểu như dễ có thể tạo ra cái chơi chữ này và những cái như ông chú trung tuổi này những cái học sinh tiểu học ấy, thì người ta rất là thích đấy nhưng mà khi mà những cái ông chú cũng nói thì kiểu như là thường là hay bị mọi người um, nhìn bằng kiểu nhìn bằng cái ánh mắt mà <laughs> lạnh lùng đó và rất là chán tại vì rất là chán vì, vì này rất là chán này cứ nói đi nói lại những cái từ cái từ kiểu giống nhau đó và trong đó thì Darade thì nó cũng có không có điều mà giúp ích là nếu mà ai đó tạo nhá thì làm ra cái 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 chơi chữ này thì nếu mà giỏi nhá nếu mà tạo ra những cái câu hay cái câu giỏi thì sẽ làm cho mọi người cười và sẽ làm cho cái tâm trạng nó tươi tắn lên đúng không thêm nữa là theo như một cái nhà nghiên cứu về não ấy thì nếu mà tạo ra được những cái chơi chữ thú vị thì có thể rèn luyện được não này đó và nghe nói là nó còn có thể phòng chống được cái việc mà lãng trí được chứ đấy và có thể xua tan được những cái căng thẳng đấy bằng những cái chơi chữ đơn giản đó và có thể làm được cho mọi người cùng nhau cười này Đó là tâm trạng nó thoải mái lên đấy nếu mà cái này cái việc chơi chữ này mà còn có thể luyện tập được não ấy thì chẳng phải là nó là một cái điều rất là tuyệt vời hay sao Đó, sẽ xuống câu câu hỏi nhé sự tay mê đê, mi đà đê mi đà đê nổ ạ đà đê cả những cái cái người nổ á nhá đằng sau đà đê thì cái người mà bị nhìn với ánh mắt thì lạnh ấy ghẻ nhạt ấy thì nó là người nào những ông chú còn người nào đúng không đây những ông chú đây những ông chú ô gì sẵn những ông chú đây chứ còn ai đúng không đây những cái ông chú ông cứ nói đi nói lại đây đây cái ông chú này đây, đấy, người ta đánh dấu đây chúng ta cứ đi tìm xung quanh này thôi những ông chú này cứ nói đi nói lại giống nhau là chán nhá đây cái câu đấy thì chả không cần phải đọc mấy cái sau làm gì đúng không dễ câu hai nhá là theo như cái đoạn văn này ấy, thì cái điểm tốt của cái này nó là gì cái này khá là dễ rồi điểm tốt nó rèn luyện trí não đúng không rèn luyện trí não làm cho mọi người cười các kiểu đấy một này nếu mà tạo nên cái đa ra đê đa, đa ra đê đấy thì có thể luyện tập được não ở ừ, câu này chính xác luôn này đúng không để đây đã chúng ta cứ để đây đã xem câu 2 nhé nếu mà chưa chắc nha nếu mà chắc rồi thì khoanh luôn câu 2 này để mà có thể tạo lên được cái đa ra đê này thì phải tìm hiểu rất là nhiều người ta đang bảo là cái điểm tốt cơ mà tại sao phải đi tìm hiểu cái gì ở đây người ta đang nói cái điểm tốt đấy chứ chưa nói về cái việc làm thế nào để có thể tạo nên nhé đây là người ta bảo cái điểm tốt luyện tập trí não là nghe nhớ là nghe nhá nghe cái cái cái, cái, cái chơi chữ này và cười và có thể hoạt động não tốt cái này không phải là nghe mà mình phải tạo ra kia chứ không phải là nghe nghe người khác nói thì nói làm gì mình phải tạo nên thì mình mới phải hoạt động đầu óc thì nó với đầu óc nó với luyện tập được chứ đúng không? Câu bốn nhá. Mình nghe lại nghe tiếp còn được sai chắc không khỏi phải đọc đúng không? Nghe cái này rồi mình sẽ nhớ rất là nhiều từ có cái âm giống nhau <laughs> không phải nhá thì chắc chắn là câu một rồi đấy và câu cuối nhá là cái người viết đoạn văn này ấy, thì muốn nói cái điều gì nhất ừ là những cái đàn ông trung tuổi ấy, cái này chắc chắn là người ta không nói đến người đàn ông trung tuổi hay là những học sinh gì rồi, đúng không? Nếu mà nhìn qua chúng ta sẽ biết hai câu này là sai. Nhìn qua giả đang nói chính về cái việc chơi chữ ấy. chứ ai nói về mấy cái ông chú này, những cái người trung tuổi này làm gì, đúng không? Những người trung tuổi này thì nói những cái um, chơi chữ thú vị và cái người xung quanh thì không thể lý giải được, không thể hiểu được. Câu hai là. Những cái người trung tuổi này thì người ta nói nhiều cái cái chơi chữ này. Nên làm cho mọi người cười. Sai. Thứ ba nhá. Cái việc mà da D này thì nó có thể, ai cũng có thể làm được. Nhưng mà cái việc mà làm cho mọi người xung quanh, à nói với mọi người xung quanh ấy thì không phải là điểm tốt. Cái này không phải. Ta đang nói toàn điểm tốt mà, đúng không? Chỉ, chỉ còn câu 4 thôi là cái việc chơi chữ ấy thì có thể làm đơn giản tạo ra đơn giản và có thể là nay na cử là sẽ đánh mất đi xua tan đi những cái căng thẳng này và nó làm tâm trạng của mình nó tươi tán lên này chính xác luôn đấy còn đi thi thì các bạn cứ đi đọc từng câu một thôi đọc từng câu xong đi tìm thôi đi tìm cái chỗ nào đó ví dụ như cái chỗ này người ta sẽ... à đồng bình thường người ta sẽ đánh vào đây nhá ta sẽ đánh gạch vào đây đó À, đến đây luôn này gạch gạch hết đến đây xong rồi mình lên bài thì mình tìm cái chỗ đấy thôi Để tìm chỗ này thôi Để tìm xung quanh chỗ này thôi nhá đó ok phê mình đã xong môn này 40 thì bài sau chỉ còn bài 41 nữa là hết cái phần chiêu bưng này rồi thì mình sẽ sang phần chiêu bưng nhá chúc các bạn